cô và tất cả các bạn nhỏ rất là đáng yêu của chúng ta đang có mặt tham dự chương trình Ngày hội tiếng Anh năm 2024. Sunrise phối hợp với nhà trường để tổ chức hội thi rung chuông vàng cho các bé, thì bản thân tôi là phó hiệu trưởng của trường mầm non Tân Hội là cảm thấy là rất là vinh dự nè, rất là vui vì trung tâm đã tổ chức được một chương trình học tập cho các bé rất là đầy có ý nghĩa nè, giúp các bé là phát huy được cái khả năng ngoại ngữ của mình, trả lời các câu hỏi phù hợp với lứa tuổi, qua đó sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện hơn về ngoại ngữ tiếng Anh. Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều vì chia sẻ của mình ạ. Hy vọng là em sẽ trung tâm sẽ có nhiều cái cơ hội để mình có thể đến và giao lưu với các bạn, cũng như là sẽ tạo cho các bạn niềm yêu thích với bộ môn tiếng Anh hơn. Dạ, chào cô ạ.